Laptop Bến Tre xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một video clip là chế một cái dây live stream thâu micro cho cái thâu âm thanh cho cái cổng taxi. Ha. Thì tại sao phải chế? Như các bạn biết thì cái một số dòng điện thoại có cổng taxi nè, sử dụng taxi. Ở đây có cổng 3.5, một số dòng thì nó sẽ không có cổng 3.5 mà nó sẽ có cổng taxi nha. Thì bắt buộc mình phải sử dụng là một cái đầu chuyển từ cổng taxi ra cái cổng phone. Tuy nhiên đây là một cái sợi dây chuyển mình mua nè, giá rẻ 30.000 thì lại không sử dụng được nha. Do nó lỗi gì đó không sử dụng được đó, một cái. Và một cái nữa là mình là sử dụng cho cái DJ nè, cũng xài cổng taxi. Thì khi mình đi quay video clip á, mình sử dụng cái DJ Osmo này nè, mình quay á mà mình dùng cái micro trong cái máy này nè, thì nhiều khi nó bị âm thanh nó thâu không được rõ ha. Hoặc là mình để xa cái giọng nói mình á, thì âm thanh nó không rõ. Bắt buộc mình sẽ sử dụng cái đầu nói này để mình sử dụng cổng taxi, mình chuyển ra cổng 3.5 để mình thâu micro cho rõ hơn. Thì cái bộ mà bán sẵn, làm sẵn cho cái này nè, cho cái DJ Osmo nè, nó rất là mắc nha, vài trăm ngàn, 300 đến 500 ngàn. Mà thực chất thì trong đó nó cũng không có mạch gì đâu, nó chỉ là hàng dây thôi, đấu dây cho đúng thì sẽ ra. Còn cái cổng này thì hiện tại là mình cắm nó không có tác dụng gì hết, không sử dụng được. Và mình sẽ dùng cái cổng này, mình bỏ cái đầu này, mình dùng cổng này để mình chế thành một cái micro mình thâu âm bên ngoài nha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình khui cái cổng này ra, thử cái bên trong nó làm thế nào mà lại không sử dụng được các bạn nha.
Đây, sau khi mình cắt cái phần nhựa cao su của cái đầu tai xi nha các bạn, thì nó sẽ ra một cái bề dây nè, đỏ trắng xanh đen ha. Đây là cái chất nấu phôn. Thì ở trên cái đầu tai xi nè các bạn lưu ý cho mình, nó sẽ có hai mặt, mỗi một bên nó sẽ là 12 chân. Ha, đúng ra thì mình sẽ không sử dụng cái đầu này đâu. Cái đầu này mình sẽ đi kiếm những cái đầu sạc mà bị hư á mình xài. Tuy nhiên là do cái cổng này là mình mua về mình sử dụng cũng không được, nó bị lỗi, cho nên là bắt buộc mình phải sử dụng, mình phải cắt cái đầu này ra để mình hàn, mình chế, mình làm cho các bạn xem. Thì bây giờ mình xả đầu ra luôn nha các bạn. Đây nè các bạn, sau khi mình xả ra dây nè, các bạn sẽ thấy trên cái mỗi một đầu tai xi nè, các bạn đếm cho mình, các bạn thấy có tổng cộng là 12 chân ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 chân. Thì hai chân bè là chân mát ha, nó có hai mặt, mỗi mặt là 12 chân, mỗi mặt là 12 chân. Thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu mình quay cái thế này rồi đây ha. Các bạn đếm cho mình chân 5. 1 2 3 4 chân 5. Ha. Chân 5 này nối với chân 5 bên mặt bên đây đây, 1 2 3 4 5. Ha, là đây là cái chân này là chân bị test. Mình nói tắt hai chân này lại thì nó sẽ bị test cái micro. Ha, khi mình cắm vào máy nó sẽ hiện cái micro. Nha. Bây giờ mình tiến hành mình hàn cho các bạn xem nha. Rồi ok các bạn, sau khi mình gỡ được cái đầu tai xi rồi á, bây giờ các bạn hàn theo sơ đồ này cho mình nha. Trên cái dây tai xi nó sẽ có hai mặt, mặt A và mặt B. Mặt A nó sẽ có 12 chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12. Mặt B cũng tương tự vậy, cũng có 12 chân. 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, như vậy là mặt A rồi các bạn. Chân 1 nè. Chân 1 nè. Chân 12 nè. Xin lỗi các bạn, mặt A 1 nè, 12 nè. Còn mặt B ngược lại là đây là chân 12 nè. Còn đây là chân 1 ha. Đây chân 1. Thì các bạn hàng cho mình chân 2 nè. Chân số 2 nè ha. Mình tô đậm nè. Chân số 3 nè. Của chân mặt A. Mình nối qua chân số 2. Chân số 3 của mặt B ha. Chân 2 nè, chân 3 nè, chân 2 nè, chân 3 nè. Đó. Rồi tiếp tục. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chân số 8 nè. Của mặt A nè. Mình nói chân số 8 là 2 3 4 5 6 7 8, chân số 8 nè. Của mặt B ha. Hai chân này mình nối tắt nhau. Chân 2 nối chân 2 nha các bạn, mình vẽ lấy mình ghi số luôn. Mình ghi luôn là chân 2 nè. Nối với chân 2. Chân 3. Chân 3 nè. Nối với chân 3. Chân số 8. Nối với chân số 8. Nha các bạn. Nha, đây sơ đồ chân nha.
ha. Rồi sau khi mình nói á, được á, thì nó như vậy các bạn. Nói chung nó hơi nhỏ, mình nói rất là hơi cực, các bạn phải nhờ kính lúp mới nói được nha. Đó, sau khi mình nói vậy nó ra sơ đồ như vậy nha. Rồi khi mình nói xong thì mình sẽ dùng keo AB mình trám cái đầu lại cho nó chịu, nó cố định cũng dây, nó cứng cũng dây này các bạn. Chút xíu mình sẽ làm. Rồi bây giờ đến bước hàng micro nè, đây cọng dây nè ha. Đến bước hàng micro thì chân hai nè các bạn, chân hai nè là mình hàng vào đầu cọng, hàng vào đầu cọng của micro, đầu cọng của micro. Chân ba nè hàng vào cực trừ của micro nha. Chân 8 nè, chân 8 này các bạn hàng một đầu điện trở, một điện trở R các bạn, R bằng 5 kg ha. Chân 8 một đầu là nhà điện trở là 5 kg, cộng với chân 2 nè, chân 3 nè ha, cộng với chân 3 là như thế này các bạn. Đây mình hàng rất là nhỏ nên các bạn sẽ khó nhìn thấy, tuy nhiên mình nói các bạn chú ý theo dõi cái clip mình nha. Nó là một cái sơ đồ, nó là như thế này, sơ đồ chỗ micro nè các bạn. Đây mình vẽ đây luôn cho các bạn thấy nè, sơ đồ nè, cái micro nè ha, chân cộng nè, chân trừ nè. Chân cộng này các bạn hàng vào chân số 2, chân trừ các bạn hàng vào chân số 3 ha, giữa chân trừ này nè các bạn hàng vào chân số 8, đây là 5 kg nha. Đó, như vậy là thành công các bạn. Thì mà khi mà mình hàng xong á, nè đây là thành phẩm của mình nè, mình hàng xong được như vậy nè. Bây giờ mình tiến hành mình đổ keo AB cho nó, đổ keo AB cho nó, rồi mình cắm vào mình test thử các bạn xem nha. Thank you.
Ok các bạn, sau khi mình cố định cái đầu này bằng keo AB nè, các bạn thấy nè ha. Bây giờ mình sẽ dùng một cái DJI Action, Osmo Action, mình mở nguồn lên rồi mình cắm vào các bạn xem nha. Đây các bạn thấy ha, khi mình cắm vào thì tại đây nó sẽ hiện lên cái micro các bạn. Đây các bạn, khi mình cắm vào các bạn thấy ha, thì cái video thấy không, vậy là xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình đi quay phim thì các cái là mình sẽ dùng một cái micro rời vậy nè, mình ghi âm thì nó âm thanh nó sẽ ok hơn các bạn nha. Rồi vừa rồi thì mình đã chia sẻ các bạn một video clip chế một cái đầu một dây sạc một dây micro. Làm một cái cọng dây micro đầu tai si cho các thiết bị mình sử dụng cổng tai si, ở trong đó cái DJI Osmo Action của mình nha. Nếu các bạn thấy video clip mình chia sẻ cái nghĩa thì các bạn nhớ nhấn like và chia sẻ, và đừng quên đăng ký kênh của mình, nhấn thông báo để nhận những video clip của mình tiếp theo các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.